Rồi, hello anh em đã quay trở lại tiếp tục với kênh Minh Baker ha. Thì hôm nay có một điều rất là ngẫu nhiên ha, thì có một một người bạn, một người em hình như là anh là giới thiệu tên đi. Em tên Cang. Hiện tại đang làm ngân hàng. Thì một tuần trước đúng không? Một tuần trước hay là mấy ngày trước ta? Có mấy ngày à? Mấy ngày trước anh có tới mình để nhờ mình kiếm con Ninja 300. Nhưng mà đợt đó Ninja 300 chưa về. Và bây giờ anh qua lấy xe là Ninja 300 vẫn chưa về luôn. Qua tới nơi để lấy về showroom nè. Bây giờ mới lấy về showroom nè. Là có nghĩa là qua tận nơi lấy xe về showroom luôn á. Đó. Đó là con Ninja 300. Rồi bây giờ mình phỏng... Con Z300. Nãy giờ hai anh em mình đi đi nắng á. Hai anh em đi nắng luôn. Tại vì bữa nay là bán tải phải đi lên trường đua. Cho nên là không có thời gian, không có xe đi. Hai anh em chạy xe máy từ đây lên Tuốt Luộc, lên xuống Gò Vấp luôn. Rồi Gò Vấp chạy về là quýu luôn á. Nắng cháy da luôn á. Mồ hôi mồ kê về nhà còn chảy mà. Thì đây là con Z300. Đó thì... thì sao cảm thấy sao, rất có ưng không? Rất ưng anh, xe ok, xe còn keng á. Keng đó. Thì bây giờ mình qua xe đi ha, mấy anh em coi kênh cũng ngóng xe dữ lắm đó. Mỗi con xe đủ vừa đủ chiều cao luôn, hình như là anh là 1m7 đúng không? 71 ngồi lên hợp luôn á, vừa đủ 71 ngồi lên Z300 này rất là ok. Này là chống bên rồi đó, này là mình chống bên rồi. Rồi cảm giác khi mình ngồi với 300 nó thoải mái không? Thoải mái hơn nhiều. Nó cũng hơi hơi gần giống ẹt mà nó hơi chúi về xíu chút xíu. Cảm giác thì nó xíu. Nhưng mà chạy tốc độ cao nó ok hơn. Thì con ABS này con Z300. Z300. Mình hay lộn á, bởi vì con này với lại con Ninja 300 là nó chung cục máy. Nó chỉ khác dàn áo thôi. Con kia là Sport City, con này là Naked. Đó. Thì con này cái ABS trước sau luôn, với tầm giá cũ của nó bây giờ dao động từ giá từ 8X đến 9X đó là sẽ có xe đó. Tầm giá của nó dao động tùy cái theo cái độ xe keng hay là xe ngon như thế nào. Thì con này cái ABS trước sau nó rất là ok. Với lại chiều cao của nó không quá cao, 1m65 mình vẫn có thể chạy được. 1m65 vẫn có thể chạy được. 1m71 là rất là dư chân, rất là thoải mái đó. Thì con này thì chạy rất là an toàn. Anh em chạy con này mà so với con MT03 thì nó sẽ yếu hơn, nhưng mà được cái nó sẽ tiết kiệm xăng hơn con MT03.
chạy con MD03 tới 300 mấy chục cc luôn, 300 mấy chục cc, 321 cc. Ừ. Thì so với nhu cầu hàng ngày của anh Ca, đúng không? Dạ. Anh Ca thì ảnh là vừa đi làm, vừa đi chơi, đi làm. Rồi lâu lâu chạy về Đồng Nai nữa. Đó thì nhu cầu của ảnh cần cái con này rất là hợp lý. Tiết kiệm xăng, không có quá hao xăng nè. À, vừa phải nè, rồi dễ di chuyển cho thành phố nữa, mình đi làm trong Sài Gòn nó dễ hơn. Đó, quay cho anh em con dòng nè, không có cái điểm nào để trừ á. À, mấy cái đồ bảo vệ, con này thiếu cái chống đổ với lại cái bô là ok ha. À, em sẽ lên chống đổ rồi. Ừ. Ừ, rất là đẹp. Thích cái yên nè. Cái yên này nè, mấy anh em chơi xe á là 10 con hết 10 con nó bị lỗi cái chỗ này nè. Có nghĩa là ở chỗ này, ở dưới đây nó dễ bị chợt á. Khi mà mình kéo ra phía trước là nó dễ bị chợt cái yên ra. Mình chịu khó mình kéo phía sau mà. Con nào cũng bị đó, không có con nào không bị. Yên đẹp ha, êm, ngồi. Yên này đã lợp lại rồi, làm lại rồi, nhưng mà đường may nó sắc sảo. Cho hình như nãy anh có cho em coi cái engine nữa. Engine nó rất là đơn giản, mỏng nhánh này làm lại ok. Máy êm lắm, máy nó êm như ẹt. Nhưng mà nó có tiếng chiếu á, có để không? Đó. Rất là đẹp. Rồi, giờ cảm thấy như thế nào sau khi rước xe về? À, nãy thì cũng chạy từ một đoạn từ Gò Vấp về tới đây thì cảm giác nó cũng khá là hưng phấn. Để mình chia sẻ cho những anh em mà có mua xe thì mấy anh em cân nhắc mua con nào. Thì con này em cũng tham khảo nhiều dòng phân khúc cái 300 rồi. Thì thấy Kawasaki Z300 là ok, với phù hợp với nhu cầu đi lại của mình hàng ngày. Đúng rồi, nó ok. Cái phụ tùng của nó không quá đắt đỏ. Nói chung nó không rẻ mà cũng không mắc. Nó nằm tầm trung, nó mắc hơn thằng Honda. Nhưng mà nó rẻ hơn những cái dòng khác. Đó. Cho nên nó... Mà con xe này thì bố thắng, bố này nọ kia khác rồi, nó hoàn chỉnh hết rồi. Giờ okay. Xe mới mình chỉ cần thay nhớt rồi thay nước mát xong ok là thôi, là chạy thôi, nó đâu có cái gì đâu. Nó là gan luôn. Đó, nước sơn. Thì sơn này á là nó đã dặm lại. Nhưng mà không sao, miễn sao nó ken được rồi. Đúng không? Cái sơn này đã dặm lại. Xe cũ mình chấp nhận nó dặm lại. Giá hợp lý, rẻ, bao tay con mọi thứ. Chứ mà xe cũ mà đòi chăm mới như mới thôi chứ mình ta hãng. Nhưng mà chủ yếu là cái con xe này người ta bảo trì bảo quản á, cái chủ trước á người ta giữ kỹ. Mình nhìn mấy cái dĩa thắng đồ á, nước sơn á, mình thấy người ta giữ kỹ rồi, thấy mình anh cũng thấy thích nữa. Với lại người ta lên đồ bảo vệ nè. Mình đã phải lên. Ừ, mình đã phải lên cũng thấy thích nên được cơ bản rất là khen. Về chỉ còn lên cặp chống đổ nữa để dắt đồ dắt đèn. Rồi xe này chở ghệ thôi chứ bá cháy luôn. Ngồi rất là thoải mái. Cái yên này làm sẵn luôn. Làm sẵn cái yên để có bạn gái. Em thì cái Em chất, chất liệu rất là xịn. Anh cảm thấy ok. Bình xăng này đi phục vô tư luôn. Đổ đầy bình là đi mấy trăm cây luôn. Nó cũng không có hao xăng. Bô zin thì đi nó không hao nha. Mà đi bô độ vô thì nó sẽ hao hơn miếng. Đi bô zin này thôi ngon lành em. Nhìn xa tưởng giết nghìn. Đúng không? Nó cũng to mà, ở ngoài nó cũng to. 800 luôn. Ở cái đầu nó to, ở ngoài to bằng 800 luôn. Thì đó, đây là những cái trải nghiệm mà của bạn Ca mua xe xong chia sẻ lại cho anh em. Thì con xe này nó phù hợp cho mọi người vừa đi làm, vừa đi chơi, vừa đi vượt xa luôn. Nó đáp ứng nhu cầu luôn. Đi trong thành phố, đặc biệt là kẹt xe như ở thành phố Hồ Chí Minh mình thì đi con này rất hợp lý. Đương nhiên là nó mạnh thì nó sẽ mạnh hơn những con 150cc giống như MT15, TFX thì nó mạnh hơn. Gia tốc rất là bốc thì nó sẽ hao xăng hơn một xíu. Nhưng mà cái độ mà linh hoạt của nó hơi có. Đi trong thành phố. Mà kéo gia tốc đã, hồi nãy thấy kéo khúc á, kéo khúc trên cầu, xuống cầu á. Kéo, ẻ nè, nó vẫn có tiếng phóng thích nha. Chứ không phải là hai máy là nó không phóng thích nha. Tiếng hú riêng. Tiếng hú riêng của hai máy đàng hoàng. Thấy là rất hợp lý, lại xe không một cái. Nói chung là khen. Vậy thôi, đánh giá từ khen. Rồi bây giờ chúc anh Ca có những trải nghiệm với lại con xe này ha. Dạ. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Rồi. Cảm ơn anh hỗ trợ một bạn sáng giờ. Hỗ trợ sáng giờ. Rồi cảm ơn đã giao lưu lại mấy anh em. Dạ, thì những ai thích giao lưu mình giao lưu để mình chia sẻ kinh nghiệm để cho người sau người ta mua xe á. Ví dụ như anh đi, bây giờ anh mua xe này anh chia sẻ như vậy á, người sau người ta thấy ừ nó hợp lý, người sau người ta sẽ muốn người ta tìm. Nói chung là ở cái kênh này mình chỉ là
chia sẻ những cái cần thiết cho anh em thôi. Đó, như mình là người thật việc thật nè, có nhiều người nói là thuê người về dựng clip ra bất cười lắm, nhưng mà thôi, đây là người thật việc thật là anh chia sẻ đó. Con này rất là hợp lý để công việc văn phòng luôn, làm văn phòng mà ngồi con này rất là đẹp, nó không có bị quá mà gọi là năng động, nó vừa đủ. Em thấy mặc đồ văn phòng ngồi con này rất là nó rất là chậm, nó kiểu như là nó là vừa thể thao mà vừa kiểu như là một có một chút là lịch sự, thoải mái hơn là sport. Rồi cảm ơn nhiều nha, chúc đi cẩn thận rồi. Giờ chỉ còn ra giấy ra tên nữa là xong. Ok.